Dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nông dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn tất bật chuẩn bị cho vụ mùa hoa Tết. Thời gian gieo trồng bị chậm do giãn cách xã hội nên nông dân trồng đèn cho hoa màu lớn, kịp xuất bán dịp Tết Nguyên Đán. Những ngày này, các chủ vườn hoa đang rất tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Trao đổi với PLO, chị Trịnh Thị Kim Lan, 48 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chủ một vườn hoa Tết nói do sợ dịch bệnh hoa Tết ế ẩm nên vườn nhà chị trồng ít hơn năm ngoái. Thành phố mở cửa trở lại là quá cận mùa vụ nên nhà vườn chuẩn bị mùa hoa Tết rất vội vã. Theo chị Lan, cận ngày mùa, nông dân mới được ra đồng, cho nên khi xuống giống thì hoa bị sặc, bị mặn do chất tro chưa rã. Tình hình dịch bệnh kéo theo giá dương phân cũng tăng. Năm nay thời tiết thuận lợi, chị Lan xuống giống các loại cúc, mồng gà, vàng thọ, tuy chậm nhưng cây phát triển ổn định, tươi đẹp. Để hoa kịp nở bông đều đẹp vào đúng dịp Tết Nguyên Đán, chị Lan trông đèn cho hoa màu lớn. Thời tiết năm nay hơi lạnh, mưa nhiều, nắng ít nên hoa sẽ lạnh. Nhà vườn phải thắp đèn lên cho nóng để bông vươn lên, màu lớn phải trông đèn xuyên đêm từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch mới thôi. Ngày nào chị Lan cũng miệt mài trên đồng hoa Tết, hết lặt đeo tức là lặt những nhánh nhỏ, lại chuyển qua cuốc đất, làm luống. Có hôm đến tận 10 giờ tối chị mới an tâm vào nhà nghỉ ngơi. Anh Huỳnh Văn Tâm, 34 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12, chủ một vườn hoa kế cận vườn chị Lan cho biết, năm nay vườn nhà anh vẫn trồng với diện tích như mọi năm, chủ yếu trồng các loại hoa cúc. Dù chưa biết năm nay có bán được tốt hơn năm ngoái không, nhưng anh Tâm vẫn hy vọng và lạc quan vụ mùa sẽ suôn sẻ. Anh chia sẻ không lo dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Năm rồi cũng vậy thôi, ai cũng nói và lo sẽ bán không được vì dịch, nhưng mỗi năm chỉ có một lần thôi, nhà cũng nên có một chậu hoa cho đẹp. Năm nay cũng vậy thôi, tới đến đâu hay đến đó, lo quá cũng không giải quyết được gì. Anh chỉ chú tâm làm sao cho hoa nở đẹp, đúng dự kiến. Bà Đoàn Thị Cúc, 60 tuổi, ngụ phường Thới An, làm nghề lặt đeo, bỏ phân thuê cho vườn nhà chị Lan. Mỗi ngày bà nhận được khoảng 200.000 đồng tiền công cho 8 tiếng làm việc. Có hôm nhiều việc, trời nắng nóng, bà Cúc làm thêm đến 7 giờ tối thì được nhận thêm thù lao. Gắn bó nhiều năm với chị Lan, bà Cúc thấu hiểu nỗi lo lắng của các chủ vườn hoa Tết. Bà cũng cầu mong mùa hoa thuận lợi, bán buôn suôn sẻ thì người làm công như bà cầm đồng tiền lương cũng thấy vui lây cho chủ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.